rồi. Loan tập đi xe đấy. Ê, hey, đây, hôm nay là Loan tập đi xe nha mọi người. Loan chạy tay ga đồng hoàng nha. Rồi, đi từ từ thôi. Đó, biết chưa, biết chưa. Ghê chưa. Đừng bỏ. Rồi, cứ đi thoải mái đi rồi quay lại. Ôm cua quay đầu nè đó, nghe chưa? Đó, đó, từ từ đi tới nè đó, biết chưa? Ai, ai biết chưa? Hello, về đi nhậu lẹ. Bà chở, bà chở được không? Từ tắt chỗ nào? Dừng đây ha. À, Loan chở đi ha, tôi giao trứng cho ác luôn nghe chưa? Hai đứa con tôi với là tôi là giao hết cho bà nghe chưa? Rồi, cứ đi đi. Đấy, Loan chở Văn nha. Chở xe tay ga đồng hoàng đó. Ờ, Loan chở Văn đi bằng tay ga đồng hoàng nha mọi người. Đào biết rồi. Ờ, đào thấy chưa? Thấy biết chưa? Đào biết rồi. Ai, đây. Rồi, ôm qua từ từ. Cứ từ từ. Đừng nói nó đâu, ý là xe kia đi đường mà chẳng có là xe kia. Trời ơi, ngon chán à. Trời, những cái gồm. Đó. Thấy chưa, Loan chở đi nha. Đây là Loan nha. Rồi, cứ đi đi, đừng có ngoái lại nhìn. Bình thường cái này về mua xe vi trình chạy miếp thôi. Ờ, đó. Đó, hạ ga lên ga rất là chuẩn. Úi trời ơi. Lúc nào tự nhiên đi, đi. Lúc nào tự nhiên đi, sao là cứ có xe miếp mà nó không ra, không nổ. Nó không biết tại cái gì. Nó ra, nhưng mà không biết. Bóp cái con bên này đó, vừa bóp. Úi giời ơi, Hương ơi là Hương, Hương đâu rồi, lát nữa gửi cho Hương nha. Thấy Loan chạy chưa, Loan chở Văn đi nè. Đào thấy gì chưa, à, chạy bù bù. Thế là ai không dám ngồi với Văn, dám ngồi lên xe Loan chở. À, Loan là Văn ở nhà, Văn uống mật gấu rồi. Ờ, Quang ở tư dồn hai bên. Dòng trái dòng phải có xe không thẳng tiến nha. Đó, đó, thắng lại kìa. Rồi, tới. Rồi, tới luôn. À, Loan chở Văn đi nhậu nha. Đó. Biết chưa, biết chưa, mọi người thấy biết chưa? À, Loan chạy nè, Văn ngồi phía sau nè. À, trời ơi, ngon chán. Chỉ đi về lãnh mấy chục củ ra mua chiếc Vision chạy được rồi. Đi xe số làm chi cho nó quê, đi xe tay ga cho nó sang chảnh. Chạy cũng nhiều lần nó quen hết à. Thắng là chủ yếu, mình thắng bên tay trái thôi. Ờ, đau sợ không dám cho chở hả? Văn uống mật gấu rồi, Văn giao trứng cho ác. Ờ, đi nhậu đây, tìm quán ốc nào đi nhậu này. Ốc nào đây? Bấm nút đỏ à? Không. Trở lại phải không? Trở lại rồi.